Xin giới thiệu với các bạn máy rửa bát Panasonic NPTME9 của nội địa Nhật. Máy rửa bát Panasonic NPTME9 có các tính năng rửa bát, sấy bát sau khi rửa, chức năng tráng bát. Máy đã được chúng tôi kiểm tra, vệ sinh, Việt hóa toàn bộ các chữ tiếng Nhật để các bạn dễ dàng sử dụng. Máy rửa bát Panasonic NPTME9 có thể rửa đến 2 mâm bát đũa cho gia đình có 12 người. Máy rửa bát nội địa Nhật Panasonic NPTME9 có chiều cao là 60 cm, chiều rộng của máy là 55 cm, chiều sâu của máy là 35 cm. Khi chúng ta mở máy thì hai cánh cửa sẽ được mở ra phía trước, đó, mở ra phía trước. Vì vậy chúng ta có thể lắp âm tủ hoặc là để trên mặt bếp rất là đẹp. Máy rửa bát nội địa Nhật Panasonic NPTME9 được rất nhiều các tín đồ hàng Nhật săn đón về máy rửa bát. Máy rửa bát rất tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, mỗi lần rửa hết 11 lít nước. Khi chúng ta rửa ở một chế độ tiêu chuẩn là khi mà xếp đầy 2 mâm bát đũa vào đây thì mỗi một lần rửa chỉ tối đa khoảng 2.000 đồng, bao gồm tiền điện, tiền nước, tiền bột rửa nếu có. Máy rửa bát nội địa Nhật Panasonic NPTME9 có tuổi thọ lên đến 15 đến 20 năm. Chúng tôi sẽ hỗ trợ và bảo hành dài hạn cho các bạn. Bạn nào có nhu cầu vui lòng liên hệ trang web hàng nhatvip.com để biết thêm chi tiết về máy rửa bát Panasonic NPTME9.